Trần Siêu, chào tất cả anh em trên diễn đàn. Thật ra thì lúc nãy xin lỗi anh về anh em trong diễn đàn, nãy giờ là em chỉ nghe đấy, nghe bác nói, nghe toàn bộ những mình xem bình luận anh em, nhưng mà có một số những cái trường hợp mà nó bình luận là đi cái thằng Phú Trong Phú Trích gì nghe nó chói tai quá, lên nói cho nó là tí. Thì cũng thưa anh như này, toàn bộ diễn đàn này, về những cái thành tích mà chống cộng của các anh ấy, thế như có cả thằng Phú Trong ở đây này, thì chẳng nói ra thì dân Việt Nam mình cũng biết rồi, nó lòe bịp, nó đưa ra nhiều những cái để mà gọi nó dụng ba cái thành phần gọi là thiểu năng và trí tuệ kém để đi biểu tình rồi chết gì đấy. Thực ra em nói thật anh trên diễn đàn thấy hơn 90 triệu dân Việt Nam thì mới đâu ở trong nước chỉ có được vài trăm những cái thành phần gọi là dân ngoan đi khiếu kiện mới lại đi ma rối, gọi là ma rối anh em mình gọi tắt là ma rối cho nó nhanh ấy. À, Đấy, đúng và một rồi. số những cái thành phần trong xóm đảng, thì em nói thật anh cái con số nó có đáng bao nhiêu đâu. Nếu bây giờ anh nói, anh công nhận em là nếu nhà nước mà cứ gọi là để cho dân mà phán quyết xem 30 giây, em nói thật anh người dân Việt Nam mình cũng như theo cái quan điểm của em từ trước đến giờ đấy, được học ở trong cái môi trường của nhà nước dạy mình từ nhỏ giờ, người dân mình được cực ghét cái bọn phản động, có thể sống chung với nhiều thứ nhưng riêng phản động không bao giờ. Thứ hai Đúng là rồi. giặc tàu, À. em nói thật anh ấy, người dân Việt Nam không bao giờ người ta chấp nhận một cái điều. Còn riêng bọn ba que, em nói thật anh ấy, em cũng đã từng suy nghĩ là trừ phi nó làm được việc là khi người dân mình bị một quốc gia nào đó nó áp bức, nó bóc lột như ngày xưa đấy, như Pháp, Mỹ nó đô hộ đấy, thì nó có À. thể nó đứng lên nó làm được điều gì dân người ta nói còn nghe. Chứ bây giờ đang một cái thời bình, một chính thể của quốc gia được cả một À. Liên Hợp Quốc công nhận đấy, nhưng mà mình phải chấp nhận là như cũng như Việt Nam mình phải chấp nhận là cái là bây giờ hơn 100 nó tổ chức và các đoàn thể nó quay lại nó đang chống phá Việt Nam, thì cái đấy nó như À. những cái rầm anh, mình phải chấp nhận À. thôi, Đúng mình rồi. phải chấp nhận mà sống chung với lũ, nhưng mà phải hướng cho người dân mình hiểu biết dần. Thì tất nhiên là người dân À. ở Việt Nam giờ người ta hiểu biết nhiều chứ anh. Đúng rồi, bây giờ cái nhận thức ở Việt Nam nó cũng tốt rồi chứ nó không phải như ngày xưa. Làm À. gì có cái chuyện bây giờ mà em nói thật anh ấy, cứ giỏi thì mà cứ anh cứ về nông thôn ở ví dụ ở thành phố đi, vì công việc vì mưu sinh người dân người ta bận rộn, người ta không để ý nhiều tới những cái thành phần ở ven đường. Thế À. nhưng ở nông thôn nó khác anh nhé, nông thôn em nói thật anh là chỉ cần một cái gì đó là người dân ta để ý ngay đấy. Thế nên cái em nói thật anh, cái bọn ngoại trừ cái bọn ở so giặc đạo đó, thì đố anh thấy cái bọn dân chủ nào mà dám về những cái vùng nông thôn mà tuyên truyền biểu tình phản động này, em thật anh người dân tập chết ngay Đúng rồi. em nói thật anh, đập chết ngay lập tức luôn, làm gì Tôi có cái chỉ cần chuyện nói gần thế như thế. này, xin đợi em một phút này, tôi nói cho Phú Trang hiểu đây này. Nếu tôi là người ăn gian nói dối, tôi ra nơi công cộng như bờ hồ chẳng hạn hay là tượng đài Lý Thái Tổ, tôi nói thì dân ở Việt Nam ấy rất là đông. À, nếu tôi nói dối, họ đập vào mặt tôi ngay. Nhưng tại sao cái bọn dân chủ cụi kia ra là bị dân người ta đập vào mặt? Đấy, nếu bọn dân chủ cụi kia nó là người nói đúng thì tại sao dân ở đấy người ta xuống vòng người ta đập vào mặt người ta đánh cho? Mà tại sao tôi ra đấy tôi nói chẳng ai người ta nói gì tôi? Đấy, đấy là một cái. Hai nữa là xung quanh làng xóm láng giềng của tôi đây và tất cả những người ở đây, người ta tôi lên mạng này người ta đều biết hết, người ta phải nói là tôi nói sai đấy. Nếu tôi nói sai người ta phải chửi tôi ngay đấy, hay tôi bưng bô cho cộng sản người ta bảo, chửi tôi ngay đấy. Cái gì sai là tôi nói sai, kể cả trong cái hàng ngũ cán bộ của Đảng Cộng sản từ cấp cao đến cấp thấp mà làm sai tôi chửi tất, tôi khẳng định câu thế, tôi chửi tất đấy, chứ đừng có nói bảo tôi bưng bô cho ai cả. Nhưng mà tất cả những cái bọn nào đấy mà cái bọn mà phá rối đất nước là cái bọn kẻ thù của dân tộc như thế này đang phá rối nước để cho dân nghèo như chúng tôi. Chúng tôi là những người nghèo, chúng tôi bị ảnh hưởng trước là chúng tôi phải chống phá cái bọn đó trước, đánh phá cái bọn đó trước đấy. Còn những cái vấn đề mà cán bộ và tham ô tiêu cực đó thì nhà nước người ta đang tiêu diệt và chúng tôi là chỉ những người ủng hộ thôi đấy. Xin mời cha em nói chuyện. Và nói thật với anh này thì là riêng ý, những cái thành phần mà nó hô hào ra để mà nó tuyên truyền xuyên tạc là biểu tình ấy, em nói thật anh, chứ nó chỉ là những con chó trong gầm giường nó cắn trộm ra thôi,
lâu lâu nó gọi là nó rủa ra ngoài tí thế này thế nọ, xong nó kiếm được vài cái đồng tiền mặt hạng ở bên kia nó gửi về, gọi là như kiểu bố thí đấy. Chứ nó thật mạnh, nó có dám đứng ra 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 giữa cái khu vực đông người mà nó hô hào không? Nói thật anh không dám, làm sao nó dám. Nó nói thật anh, như ba cái thằng ở trên trên hay quấy rối ở trên chỗ tượng đài đấy, ở chỗ tượng đài đĩa thế tổ, em nói thật anh cũng chỉ là trộm thôi. Chứ còn nếu bình thường ra nhé, em nói thật bình thường ra mà thẳng ra, mà nếu nói thẳng mà anh không có công an, nó không có pháp luật nhé, độc bọn sinh viên vì nó đã đánh chết rồi. Đúng rồi. Thế đấy, bây giờ nó tuyên truyền cái mà không thể chấp nhận được, bởi vì nó không thực tế. Đúng. Em nói thật nên không thực tế thế nào, bây giờ xã hội đang phát triển, người dân sống trong hòa bình. Còn đối với tự do cho chúng nó, tự do như chúng nó thì phải có súng, có đạn bắn vào mầm như CD kìa thì mới là tự do. Đấy. Thế còn trong anh em hỏi anh ở trong Việt Nam là một thời mình đi đâu, em thật kể cả đi đêm đi hôm đi đâu thế, rất là an toàn, rất là yên Đúng bình. rồi. Đấy mình phải nhìn cái mặt tích cực, còn chúng nó thì nó chỉ nhìn vào cái mặt tiêu cực, cái mặt mà rất là nhỏ nhặt trong xã hội, nó sẽ nảy sinh, nó bắt đầu nó tuyên truyền, bắt đầu nó thổi bùng, nó không đúng. Nhưng mà giới trẻ sinh viên bây giờ cũng như là những người dân Việt Nam, người ta đâu như người xưa, nó đâu mà để chúng nó muốn gì nói gì người ta nghe, không Đúng có rồi. chuyện đó. Đấy. Và nói thật anh, chân đây em cũng nói thẳng là nhiều khi nhân trong có một số cái những cái sóng sóng đạo ấy, ở trong miền Trung nó quậy đấy, thì là mọi người cũng cứ bảo là bọn giặc đạo, nhưng thực ra mà nói giặc đạo nó chỉ có một số do chính những cái gia xứ cầm đầu ở đó thôi Đúng là rồi. nó tuyên truyền. Chứ ngay em nói thật anh nghe ở ngoài Bắc anh thử biết rồi đấy, ngoài cái giáo xứ Thái Hà thôi thì anh có thấy có vùng giáo xứ nào người ta gọi là quậy phá đâu. Đấy. Bà con giáo dân người ta cũng rất là tốt. Đấy. Bản Đúng thân rồi. em cũng sống ở trong một khu vực giáo dân rất đông, thế nhưng không bao giờ có điều tiếng xảy ra, nhưng nó do chính những thằng cha nó cầm đầu ở đấy nó kích động, nó tuyên truyền sai sự thật. Đúng Đấy. rồi. Đấy anh công nhận em được đấy không? Nó nói ra Đúng. thì không phải bao cái gì đúng thì mình nói, còn cái gì không đúng thì mình phải gọi là tham gia góp ý, nói cho mọi người hiểu. Đấy. Thế còn riêng những cái thành phần, nói thật anh, lâu nay mấy hôm nay nhất là những cái trang mạng em theo dõi, những trang mạng ba que này nó tuyên truyền đủ thứ trên đời. Ngay đơn giản anh thấy ngay cái thằng Vương Nguyễn mới về được hai ba hôm nay, bắt đầu lên 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 đã đi, bắt đầu là tuyên truyền xong rồi quay lại cắn này. Nói chung nó hèn lắm ấy. Mà nó hèn ở Đúng Việt rồi. Nam thì khi bị bắt thì em nói thật, cái cơm tù Việt Nam thì anh thấy rồi, anh biết rồi đúng không? Em thì em chỉ nghe là nghe bọn đi tù về, em nói thật anh, em nghĩ là cái cơm tù Việt Nam nó khó nuốt lắm. Thế mà bây giờ là hôm em có nói chuyện với anh Lân, em bảo anh cứ yên chí cho đằng sau cái thằng Quy Nguyễn này, nó là em ơi em mượn diễn đàn của anh Lân em nói chuyện đằng sau cái diễn đàn, đằng sau thằng Quy Nguyễn nó là cái gì. Từ đấy bây giờ anh bảo loài ra một đống rồi đấy, Đúng. bắt hết ngay đấy. Việt Nam đâu phải, cái an ninh Việt Nam đâu phải đơn giản để rồi mà để cho nó nghĩ là nó chúng nó muốn làm gì cũng được thôi. Đấy tôi nói như vừa rồi nhá, cái bọn nó là dân chủ cội, nó có 5 anh hùng, 5 anh hùng đại diện cho dân chủ cội là lên là thề sống thề chết trước khi biểu tình ngày 10 tháng 6. Đấy, cuối cùng là biển mặn thì lên được khoảng 1 tiếng đồng hồ thì chui chạy vào bệnh viện để truyền nước. Còn Vâng. Uyên Nó Thùy chạy thì nhanh đi bị được, đánh chết chứ. đúng, Uyên Thùy thì đi từ sáng đến trưa thì nghe nói cái Vâng. là trốn, dần dần trốn biệt tích luôn. Thế còn Lê Minh Thể thì chạy về bảo là chạy chạy trốn về Thanh Hóa, thì bảo là về Thanh Hóa mẹ già bị ốm đấy, hơn tháng sau mới Vâng. dám vào mò vào. Thế còn Huỳnh Trường Ca là cái lích là thằng nhà quê đấy, chạy tuốt sang Campuchia đấy, trốn sang Campuchia hơn tháng mới dám mò về đấy. Chỉ nói lên là cái anh hùng của bọn dân chủ cội nó như thế thôi là đã biết là như thế nào rồi, thề sống thề chết xung phong đi đầu này khác. Nhưng cuối cùng đấy, trốn biệt tăm biệt tích, có người nhanh nhất 20 ngày như Uyên Thùy là nhanh nhất 20 ngày mới dám về đấy. Nói như thế thì nó đơn giản một cách như thế rồi biết là cái anh hùng của họ rồi. Vâng. Đấy chứ em nói thật anh như đấy, để nói những cái người ở nước ngoài ấy, ở bên kia, chống cộng bên bên kể cả bên Đức bên 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 Cali ấy, thì tất nhiên như anh em mình chắc cũng chưa gì, anh em chưa đi nước ngoài bao giờ. Nhưng nói thật anh nghe những cái văn cứ bảo bên người ta văn minh, nhưng thực ra nói những người bên ấy em cảm thấy người ta có một cái suy nghĩ, nếu như so cái văn văn vở gọi anh em mình gọi là văn đấy, văn kiếm tiền đấy, của mấy thằng cha mà ở Việt Nam giờ đói, nghe nó không vào tai, hô hào chống cộng chảo cờ ở diễu hành, mà mấy ông già không khú đế xong thì đi vắt cờ đi biểu tình thì đánh được ai bây giờ đấy. Thì cũng như là ngày xưa thì em cũng nghe đọc cái câu chuyện em buồn cười như cái Nguyễn Hữu Chánh hô hào lên gom tiền để đóng một con tàu để về Hoàng Sa,
Nhưng mà chắc con tàu có thành tàu ngầm luôn đấy. Giá nó trôi, nó chìm đâu đấy. Tàu dê, cái tàu đó, tàu dê, tàu ấy thua cái tàu đánh cá. Cho mấy cái thằng về đánh cá ra rằng người ta đánh chết cái tàu. Cá gì đâu anh. Chống vậy không nổi. Nó gọn. Cầm súng bắn nước đi rồi. Nó gọn tiền. Gom tiền xong lại mất từng cái nếu tránh từ ngày đến giờ lại mất tâm luôn, không nhìn thấy đâu. Từ cái em theo dõi từ cái ngày cái nếu tránh lên ông Hào đóng con tàu về Trường Sa giờ là à, Hoàng Sa giờ là không thấy đâu, không lên mạng đấy. Và bọn anh, nó làm gì có tổ quốc không? Bọn nó làm gì có tổ quốc mà về, về gọi là tổ cú, cái tổ cú của nó thì thế làm gì có tổ quốc mà về. Nên nói thật với anh là nên em nói là cái văn của bọn nó, em đang nói tiếp là cái chuyện cái văn mà để đến moi tiền cho người dân ở hải ngoại. Nó thật cái anh gọi như ngồi ở trong Bắc, ở ngoài Bắc mình gọi là cái văn thối, nó thối không ngửi được. Thế mà rồi chắc em nghĩ là chắc nó dùng một cái biện pháp gì, có thể là nó giống như là một cái băng đảng gọi là xã hội đen, nó uy hiếp bảo kê người ta, nó bắt người ta phải kiếm tiền rồi kiểu là quyên góp tiền đấy. Đấy là một phần như thế đấy. Thế em hỏi anh những cái nó hô hào những cái như thế mà người dân cũng cứ nghe được thì em không hiểu là sao. Thế thì là nó là cái nghề mà. Cái nghề của nó mà nó hô hào với những người mà người ta ghét cộng sản. Nói chung là một số người người ta vẫn có cái tư tưởng ghét cộng sản ở bên Mỹ. Đấy chỉ là cộng sản ấy. Anh thấy cái lớp trẻ nó có đâu. Với lại một số cái thành phần coi như là 43 năm nay không về rồi. Thì họ coi như là ủng hộ. Thì họ góp tiền vào để nuôi cái bọn đó. Mà nó phải lợi dụng cái trường hợp đó. Thì nó mới có nghề để nó kiếm tiền. Ví dụ như Tân Thái đi rũa móng suốt ngày. Lên này chi phí để vội vào vội vàng vàng đi rũ móng, không có thì không có tiền ăn. Thế thì làm sao mà đấy chống cộng cái kiểu gì đấy. Chứ còn thực ra cái nếu những người mà có tư tưởng làm lớn này thì nó khác. Đúng. Người ta nếu có tư tưởng mà lãnh đạo, cái đầu óc lãnh đạo, cái tư duy lãnh đạo, cái tư tưởng làm lớn nó khác. Người ta không làm những cái chuyện đấy. Mà nói thật với anh, những cái gì đã liên quan đến tiền thì không tồn tại. Em nói thật, những cái tổ chức nào mà đã liên quan đến quyên góp tiền để mà thì tất cả nó đều có những cái mặt trái của nó. Anh không bao giờ tồn tại được cái chuyện đó. Đúng. Đấy. Còn như ngày xưa anh bảo như cái thời Bác Hồ, Bác gom tiền vàng là một lý do khác, gom tiền vàng và để mua vũ khí đánh Pháp. Thì lúc đấy thì gọi là cái tháng quyên góp vàng đấy, khá là học lịch sử thì em có nhớ như thế. Thì nó là ở nghĩa khác. Còn đây anh bảo 40 mấy năm nó cứ ngồi nó gom tiền, lâu lâu nó bơm về cho bọn ở Việt Nam tí xong bắt đầu thổi bùng lên rối tí xong rồi hết tiền cái làm im. Nó có giải quyết được điều gì đâu, chứ dân ở nước ngoài ta vẫn cứ nghe được thì phải thừa nhận rằng là cái cứ bảo là ở bên nước ngoài ta văn minh, dân trí ta cao, chính dân trí Việt Nam em thấy giờ mới là cao. Đố bọn nó đi lừa khó lắm. Đâu. Thật sự là khó đấy. Ở cái tư tưởng của Bác Hồ ngày xưa ấy nó khác, cái tư tưởng Bác Hồ ngày xưa nó khác. Bác Hồ kêu gọi nhân dân Việt Nam đoàn kết để giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước thì toàn dân người ta hưởng ứng. Còn cái bọn cái này cảnh, là cái bối cảnh áp bức ấy. Đúng, cái bối cảnh người dân bị áp bức thì đấy thì người dân người ta đứng lên. Đúng. Còn bây giờ bọn nó là hô hào là phá rối đất nước thì ai ủng hộ thì chỉ có bọn dân nó hô bức. Thì thế nãy lúc nãy em mới nói, em mới bảo là chỉ trừ khi người dân Việt Nam bị một đất nước khác người ta xâm lược mà trong nước không làm được. Đúng rồi. Thì may ra cái tiếng nói của những cái người này thì còn có thể chấp nhận được. Chứ bây giờ bản thân người Việt Nam đang sống trong thời bình, một xã hội rất rất bình yên, đang phát triển nhiều lắm chứ. Anh thấy hôm bữa em mới vào Sài Gòn 10 năm trước em ở trong, em vào cách đây mấy hôm em vào có thể nhìn nó khác hẳn những đường đi em không nhận. Mà bản thân em ở trong Sài Gòn 20 năm. Em hỏi anh là những tại sao nó phát triển những cái đấy chứ. Nhưng mà bản thân những cái bọn chống cộng ở nước ngoài đó, em nói thật anh, 90% là chưa về Việt Nam mới đi chống cộng. Đúng. Bởi vì toàn những thành phần thất nghiệp mới đói thì mới đi chống cộng nhanh. Cái người có công việc làm ai ta đi chống cộng. Đúng. Đấy. Cái thứ hai nữa là bản thân 90% người, những người chống cộng đều có tư tưởng muốn về Việt Nam nhưng mà bây giờ là không có tiền để về hoặc không gọi là đại khái là không còn người thân thích gì trong Việt Nam nên không có lý do để trở về. Đấy, tiền đi du lịch thì không có. Đấy, em nói thật. Còn một số những trường hợp nó gom tiền thì nó lại không dám về bởi vì nhà nước cấm, lệnh cấm xuất nhập cảnh về Việt Nam. Đấy là điều chắc chắn. Anh tôi nhận em không? Thế nên là nói cái chuyện mà thực ra thì em rất ít khi thỉnh thoảng em lên diễn đàn thấy một cái chủ đề gì hay hay thì em mới lên em nói chuyện với các anh thôi. Mấy anh em trong diễn đàn đó. Nhưng mà thấy đôi khi nó xuyên tạc nhiều cái mà nghe nó không chấp nhận được.
Nó nói là đất nước Việt Nam bán cho Tàu Cộng rồi. Năm 2020 này á, năm 2020 này là Việt Nam sát nhập vào làm một tỉnh của Trung Quốc. Thế thì bây giờ thì hỏi rằng là đến năm 2020 rồi sát nhập vào Trung Quốc thì bây giờ mình phải lập ra cái đặc khu kinh tế để cho Trung Quốc vào làm gì? À, mà mình phải mua vũ khí vào để đánh ai? À, tại sao cái tiền không bỏ đi ăn đi mà mua cái tiền phải đi mua vũ khí? Đấy, bọn nó nói là Trung Quốc tràn ngập Việt Nam rồi. Là người Việt Nam đây, mình sống người Việt Nam đây, mình thấy thằng Trung Quốc nào là mang vũ khí và tràn ngập Việt Nam? Có người ta vào du lịch chăng nữa thì người ta đi chơi là cái việc người ta, thế, mình ủng hộ người ta nói anh là thế, nói em mới nói anh là nó xuyên tạc một cách nó rất là ngô nghê đấy rồi. Mà bên người ta nghe chứ nếu về Việt Nam nói với dân Việt Nam nó xin lỗi anh đứa trẻ con không nhé, thế bản thân em đây em đang ở cũng ở Hải Phòng, em đi ra cửa khẩu nhiều đấy, người Trung Quốc người ta chỉ là doanh nhân, người ta sang chứ làm gì có người dân, người sang đây làm cái gì đó, đi du lịch thì một vài người ta về, nhưng mà có nhiều chúng nó tuyên truyền xuyên tạc những cái nó rất là ngô nghê mà nghe nó không thể chấp nhận được, anh có nhận em đấy. Còn một điều nữa em nói, cũng nói cái là trong cái người dân Việt Nam mình dân trí bây giờ người ta mở mang nhiều nên muốn đầu độc khó lắm. Kể cả là tiền, em gặp người dân Việt Nam bây giờ cũng không còn nghèo như ngày xưa để mà bảo là cần những cái nhu cầu để đưa vào đánh vào tâm lý bây giờ cũng khó. Bởi vì công an em nói thật anh, ngay chỗ em ở bây giờ đấy, bản các khu công nghiệp bây giờ còn đang đi kiếm công nhân không có, lương tháng 9-10 triệu một tháng không có công nhân làm, bởi vì rất thiếu công nhân. Nếu việc làm nhiều thì người ta cần gì những cái chuyện mà phải làm những chuyện, mà nhất là cái chuyện mà gọi là bán nước phản động này, nó thật người dân Việt Nam không bao giờ thể chấp nhận. Người dân yêu nước, ngay cả bản thân anh em mình cũng thế thôi, anh thấy không, nói cái gì có thể chấp nhận, nhà cạnh nhà anh có thằng nghiện trộm cắp có thể mình thôi chịu đựng được, chấp nhận được. Thế nhưng nói chuyện mà cạnh nhà mình có thằng phản động mở miệng ra sang thì muốn đánh cái này, mà đánh thật luôn, em nhận em không? Nếu đúng như rồi. Bên nhà em mà có thằng nào há mồm nó nói tuyên truyền em mà xuyên tạc này nọ, mà cũng như là nói cái đụng chạm tới cái chuyện lãnh đạo như bác Hồ này nọ, như anh nói này, có thể sẵn sàng đấm vỡ mồm ngay. Đúng rồi. Nói thẳng chúng nói chống cộng cực đoan, mình yêu nước cực đoan, mày làm đối đất nước, bố mày cũng phải đánh mày. Anh có nhận em điều đấy không? Đúng rồi. Mình phải bảo vệ cái chân lý của mình, bảo vệ xã hội, cái bình yên của con cháu của mình chứ, ngay bản thân mình chứ. Một xã hội đang gọi là tất nhiên nó còn nhiều cái khiếm khuyết, nhưng mà so với như em nghĩ bây giờ là mặc dù em cũng chỉ là người đi gọi là lao động bình thường buôn bán, gọi là cũng là không phải giàu có gì, nhưng mà mình phải yêu cái đất nước của mình, yêu cái xã hội này đấy. Đấy, một xã hội bình yên. Thế nhưng mà để cho chúng nó rối là không được. Anh em mình nhất khoát là phải gọi là có à, nói như có Dũng này, xin với anh trả lời với Dũng này. Lương 7-8 triệu ở Việt Nam là thừa sống. Ví dụ như gia đình tôi hiện tại bây giờ 4 người thì 4 người sống chỉ có 4 triệu một tháng, nếu ăn bình thường, sinh hoạt bình thường trong một tháng hết 4 triệu thôi. Đấy. Nhưng mà ở Mỹ thế thì 7-8 triệu đó thì không là cái gì cả, thì tiêu được mấy ngày. Đấy, nếu theo tiền đô ở Mỹ. Còn ở Việt Nam 7-8 triệu là người ta có thừa. Trong một gia đình nếu các anh muốn nhiều tiền, các anh cứ sang Mỹ. Cứ sang Mỹ sống, chẳng ai ta cản các anh cả. Các anh đi lao động có thể các anh ở lại luôn, vượt biên, thoải mái. Đúng. Chẳng như ai cấm các anh. Gia đình nhà tôi, ngoài tôi ra, tôi thì già rồi, các con tôi nó không cho tôi làm nữa thì tôi không có lương, không nói. Nhưng mà ba đứa nhà tôi thì người ta làm 7 triệu một tháng thì ba người người ta đã có 21 triệu một tháng rồi. Mà như chi tiêu gia đình nhà tôi nhá, nếu chi tiêu bình thường thì tôi hàng ngày tôi vẫn chi tiêu đây, đi chợ và chi tiêu thì chỉ có 4 triệu một tháng là đủ. Thế còn mình muốn ăn hơn, đi nhà hàng nhà họ này khác thì mỗi tháng tiêu vài triệu nữa. Đấy, có thế thôi. Đấy. Chứ còn ngoài cái ra nhu cầu nó là vô cùng. Đúng, nhu cầu con người ta là vô cùng. Đúng đúng. Nhưng mà cũng như anh nói, so cái mặt bằng sống. Đúng. Cái mức lương so với mặt bằng sống kiếm tiền bây giờ, ví dụ như hai vợ chồng em một tháng kiếm 20 triệu, bọn em dư giả sống, nói thật đúng đúng, dư giả quá, thời giá bây giờ dư giả sống. Mà nói xin lỗi anh chứ cũng như cái thời bao cấp nó khác, cái thời bao cấp như ngày xưa em đi học, nó thật nhà nước cấp có 13 cân gạo vẫn ăn đủ, cuộc sống kham khổ, nói thật anh có chỉ có hai bộ quần áo mặc cả tháng. Thế như bây giờ nói xin lỗi anh, cái quần áo bây giờ, cái những cái nhu cầu sinh hoạt nó thừa mứa rồi. Đúng rồi, thừa mứa. Còn như các anh ấy bây giờ nói là 7-8 triệu đủ sống, đấy là ở đâu em cũng biết. Có thể ở đâu các anh phải thuê nhà, các anh một tháng mất mấy triệu tiền nhà thuê mặt bằng, các anh cũng biết. Thì riêng đối với em là nhà em một tháng hai vợ chồng làm
với cái mức lương như thế là em cảm thấy là tạm thời mình chấp nhận được và cũng chẳng thiếu thốn gì. Đúng rồi. Nhà cửa đấy, nói thật là anh đấy, nhà cửa tuy không giàu có gì đấy, không, nhưng mà cũng là cái nhà. Đúng rồi. Ở Việt Nam này á là chỉ có những người kinh doanh thì người ta phải thuê cửa hàng để người ta kinh doanh. Chứ còn nhà thì ai chả có. Thì người ta cần gì phải thuê nhà khi mấy ông bên Mỹ. Tôi nói ví dụ như này này, ở bên Mỹ người ta nói chuyện này là nếu như mà ăn tiền gọi là ăn cái tiền trợ cấp ấy thì có 700-800 hay là 900 gì một tháng thôi. Thế mà trong khi đó là trước đây là thuê nhà hết 700 một tháng rồi. Mà bây giờ mà bán cái bô sa đó, mà bán cái hôm đất cho tàu ấy, mà tàu cho thuê tới 1.500 một tháng thôi, thì cái tiền tiền trợ cấp đó không đủ tiền thuê nhà, chưa nói tiền ăn. Ví dụ thế bên Mỹ như thế. Mà bên Mỹ người ta mua nhà, bên Việt Nam mình mà mua được cái nhà là cả đời mình, coi như là mình không phải lo nghĩ nhà nữa, đến đời con đời cháu mình có nhà ở luôn, không phải đóng thuế, không phải làm gì cả. Như bên Mỹ mà nói như một số người Mỹ người ta nói là mua được cái nhà rồi mà mấy năm mà không đóng thuế là tự nhiên mất cái nhà, 3 năm mà không đóng thuế là mất cái nhà rồi. Thế đó, coi như cái nhà này có phải nhà của mình không? Không có. Việt Nam mới là nhà, à mới được có quyền độc lập tự do là ở chỗ đó này. Đấy. Vâng. Đúng không? Thuyền to thì sóng lớn nhỉ? Đúng. Thuyền to sóng lớn, ở bên đấy các anh ấy kiếm được nhiều tiền vài nghìn đô hay vài chục nghìn đô thế, nhưng mà cái mức chi tiêu của anh ấy nó khác. Đúng. Cái giá cả bên đấy nó khác. Như ở Việt Nam mình cũng nói đấy. Còn nói thật nhân đây xin lỗi anh ấy, cũng muốn gửi đấy một lời tới một số những anh lúc nãy giờ nói được cái chuyện bảo là không đủ sống với xã hội mình, bất công người nghèo, nói xin lỗi. Thứ nhất mình phải hỏi lại mình đã làm được cái gì cho cái xã hội này, và mình đã làm gì cho cái đất nước này. Thứ hai là đã là con người ấy, như người Á, người Việt Nam mình, các cụ như bố mẹ em dặn ngày xưa, cha thì không con thì không chê cha mẹ khó, mà chó thì không chê chủ nhà nghèo. Sống mà đã quay lại để mà chê trách này nọ thì nói thật anh cái đấy này, con mà quay lại chửi bố mẹ, bản thân mình là cũng là đứa con chả ra gì. Đấy, mình là một người dân ở trong xã hội Việt Nam mà mình thì suốt ngày chê bai xã hội, trong cái đó mình chưa góp được một cái gì, chưa góp ích gì về cho xã hội, cho đất nước, mà cứ quay lại lúc nào ra giả nói là xã hội nó thế này thế nọ, bất công thế này thế nọ. 90 triệu người sao ta không nói mà chỉ có vài người nói. Thế nên mình phải đặt những cái lời nói đấy nghe nó cả... nghe đó. Tôi nói cho để cho mọi người, cho Phu Trong biết này này, bán vé số ở Việt Nam là những người không còn tuổi lao động đấy, không, hoặc là không có sức lao động, không còn việc làm, không có sức lao động, thì người ta đi bán vé số để kiếm thêm, để kiếm thêm cho gia đình thôi. Ví dụ tôi nói ở cái canh trước ở nhà tôi, ngày nào có một cái bà chỉ bê cái mẹt là con có mấy thứ hàng ở trên ấy đi thôi, đi bán thôi nhá, mà hỏi bà nói một ngày bà kiếm được 500, còn hơn là những công nhân lao động chính ở trong gia đình. Trong khi đó bà nói là con bà đi làm công nhân một tháng chỉ được có 7-8 triệu thôi. Mà trong khi bà đi bán đây là một ngày bà kiếm 500. Nếu như bà chỉ cần kiếm một tháng 20 ngày thôi, còn 10 ngày bà về bà chơi là bà được 10 triệu trên một tháng. Đấy, còn hơn là những người công nhân. Mà bà là bà già rồi. Đấy, bà chỉ là đi kiếm thêm cho gia đình thôi. Đấy, để chi tiêu gia đình. Đấy, nó nói như thế thôi nhá. Vâng. Đừng có nói. Vâng. Còn ở Việt Nam có thấy ai là những người lao động thanh niên đi lao động đi bán vé số bao giờ không? Thế là những người không có lao động được, người ta đi bán kiếm thêm gia đình, giúp đỡ gia đình, đó là tốt, đó là một vấn đề xây dựng gia đình và cũng là xây dựng đất nước, đó là cái tinh thần của người ta nhé. Còn cái bọn phá rối đất nước thì các ông như nhá, các ông có là giáo sư tiến sĩ thì các ông không có giá trị gì, vì các ông là những thành phần phá rối đất nước rồi. Còn những người bán vé số đó, những người bán hàng rong đó, họ có tinh thần để kiếm thêm giúp đỡ cho con cháu người ta, đấy, để xây dựng cho cái kinh tế của gia đình người ta, đó là một những người người ta yêu nước và người ta giúp đỡ cho đất nước đấy, phát triển, đấy là tốt đấy, lên ủng hộ những người đó. Chứ anh đừng có nói là bảo là những người đó là những người khổ đâu, đừng có nói người ta khổ đấy, đấy. Nói thế, xin mời em. Vâng, tôi nói thật anh thấy cũng là nói một cái vấn đề mà về cái xã hội bây giờ mà một số người ta cứ chê trách. Thế bây giờ em hỏi anh, chứ bây giờ là chính ngay bây giờ trong cái bộ máy chính quyền Việt Nam người ta đang chấn chỉnh lại cái vấn đề tham nhũng. Cái bản thân Việt Nam cứ cho là sang Đức bắt Trịnh Xuân Thanh về đi, cứ cho là như vậy đi, đúng không? Cái đấy em cũng chưa biết là đầu thú hay là cái đấy em cũng biết nha. Thế nhưng em chỉ nói về vấn đề là bây giờ người ta chống tham nhũng, người ta bắt những cái thành phần tham ô, bắt những cái thành phần gọi là làm suy hại cho đất nước,
Thế nhưng mà cái, những cái đài phản động, những cái bọn phản động nó vu lên là thế này thế nọ, thì anh thấy là chúng nó có phải là cái gì chúng nó cũng nói được. Đúng rồi. Cái gì chúng nó cũng nói được. Đấy. Người ta tham nhũng người ta không bắt, người ta không xử thì chúng nó bảo là bao che. Thế thì khi bắt về xử thì chúng nó lại bắt đầu là giả trò, chúng nó ném này nữa nọ. Chúng nó thật không tin được cái bọn theo kè theo anh ngay. Như này à, theo anh như này này à, ta thì không tin cái truyền thông nào mà truyền thông không chính thức, mà nhìn thấy chính thức là Trịnh Xuân Thanh đã lên tivi, lên tivi một chương trình thời sự công nhận là đã về quay đầu thú đấy, và có đơn đầu thú đàng hoàng. Hiện tại Trịnh Xuân Thanh đang còn sống, đang ngồi trong tù. Ai muốn hiểu đại Trịnh Xuân Thanh làm sao thì hãy về mà hỏi Trịnh Xuân Thanh đấy. Còn những người dân chúng tôi thì phải tin vào thực tế đấy. Còn bây giờ tôi thấy rằng nhà nước của Đức và nhà nước Việt Nam vẫn quan hệ tốt. Nếu họ có vấn đề gì thì họ phải tự lên án nhau rồi nhá, tự lên án nhau rồi chứ việc gì họ phải không. Đây là em chỉ nói cái vấn đề và chúng nó là cái gì cũng nói được, mà nói một cái từ cực đoan một tí anh nhỉ, nói rồi nói như theo cái từ yêu và nói một cái theo cái yêu nước cực đoan thế, em nói là liên quan gì đến bọn nó, đúng không? Nội bộ trong Việt Nam người ta xử lý liên quan đến, bây giờ chúng mày đã sang đến bên đấy, chúng mày ăn cơm ăn gạo nước, chúng mày ở bên đấy rồi chúng mày liên quan đến Việt Nam thì chúng mày đã giúp gì về Việt Nam chứ, mà quay lại bắt đầu xỉa xói bắt đầu thế này thế nọ, nghe thì nó hơi bực mình anh, sao bực mình quá lê dốt thế. Thế những người người ta chẳng hạn như là những người người ta có sức dài vai rộng cái kia, như chẳng hạn như là cái chú đang khách mời đây mà chú đi bán vé số thì ai người ta mua của chú ấy, nhưng chú còn là cái sức lao động thì chú ấy không ai người ta mua chú ấy. Nhưng mà những người già, những người coi như là hết tuổi lao động hoặc là không đi lao động vì người ta đi bán số thì mới có người mua đấy, mà người ta chỉ là kiếm thêm nhưng mà người ta lại kiếm nhiều hơn những người lao động đấy. Nói thế cho bạn hiểu là như thế nhá. Đấy. Cái gì phải nói thực tế lúc đấy. Và như lúc đấy cái anh bạn gì đấy, anh bạn ở Kiên Giang lên anh nói là kỹ sư điện tử, kỹ sư gì đấy. Bây giờ các công ty nước ngoài, công ty Nhật, Hàn Quốc đầy nó đang trưng dụng kỹ sư điện tử. Đúng. Nên như ngay ở ngoài chỗ em bây giờ này, nó trưng dụng chỉ cần là anh có cái bằng đại học ra mà về điện tử ra, nó đặt lương mấy chục triệu tháng, sao đi mà làm đi. Anh vào trong đó nếu mà anh có bằng cấp tốt mà anh vào đấy anh lao động tốt, người ta nhìn thấy anh làm tốt, người ta giữ anh ngay, người ta không cho anh ra. Chứ nói bảo thế. Vâng. Còn nếu như thế anh làm cứ bày cái bằng cấp của anh, cho anh dơ bằng cấp nhanh làm không ra gì thì vào đấy làm một thời gian người ta cũng đuổi ấy. Nói thẳng câu thế. Vâng. Đúng không? Vậy cứ bất mãn trong người quay ra những cái suy nghĩ rằng là cái đấy là nó không có phù hợp với cái cuộc sống bây giờ. Bây giờ cuộc sống là năng động để đúng kiếm rồi. Tiền năng động để làm hiệu quả trong những cái phát triển tư duy và phát triển về cái tiềm lực của bản thân mình để cho phát triển chứ còn không phải ngồi đó để mà tiêu cực bất mãn. Nói thật anh, những cái thành phần mà tiêu cực bất mãn để mà suốt ngày ăn xong để nhìn lên người khác để mà sau bắt đầu mình gọi là quay ra những cái tư tưởng là thế này thế nọ, em nói thật những thành phần đó đổ bỏ, những thành phần đó không bao giờ có thể phát triển được cho chính bản thân chứ đừng nói đến phát triển của xã hội. Quách Dũng không có camera nhá, Dũng Quách nghe Dũng là không camera. Đó, thôi em lên cũng chia sẻ với anh với diễn đàn một chút rồi anh mời người khác lên để nói chuyện cho.